các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 43. Các nghị định thư. Chiều 11 tháng 1 năm 1973, Bill Sullivan được sự đồng ý của Nguyễn Cơ Thạch thay mặt hai đoàn chuyên viên trình bày với Lê Đức Thọ và Kissinger những vấn đề lớn của các nghị định thư để hai cố vấn giải quyết. Cần bao nhiêu nghị định thư? Tổng số nhân viên của Ủy ban Quốc tế và Ban Liên hợp Quân sự. Vấn đề vùng kiểm soát và vị trí đóng quân. Vấn đề thăm trại giam. Về vấn đề thứ nhất, Lê Đức Thọ đề nghị thêm một nghị định thư về bồi thường. Kissinger nói rằng Mỹ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng không nên có một nghị định thư ngay khi tù binh Mỹ chưa được thả. Và lại, số tiền đóng góp còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Kissinger đề nghị dùng hình thức công hàm viết và sẽ bàn sau. Ông Thọ đồng ý. Vấn đề tổng số nhân viên của Ủy ban Quốc tế và Ban Liên hợp Quân sự bốn bên phải bàn lâu là vì quan điểm của hai bên rất khác nhau. Đối với Mỹ, Ủy ban Quốc tế phải có quyền hạn rộng, được đi lại tự do, có người giải khắp miền Nam, kể cả khu phi quân sự. Lúc đầu, họ đề nghị tổng số nhân viên Ủy ban Quốc tế từ 7.000 đến 12.000 người, 334 tổ công tác. Hôm nay họ hạ xuống 2.000 người. Đối với Việt Nam, Ban Liên hợp Quân sự là đại diện cho các bên ký kết và chủ quyền của hai bên miền Nam Việt Nam. Do đó, nó phải có chức năng phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Còn Ủy ban Quốc tế chỉ có chức năng giám sát và kiểm soát việc thi hành hiệp định. Ban Liên hợp Quân sự phải có ở cấp trung ương và tất cả các khu vực và các tỉnh. Do đó, cần tổng số nhân viên là 4.000 người. Phía Mỹ nói chỉ cần Ban Liên hợp Trung ương, Ban Liên hợp các khu vực, các tổ liên hợp, do đó cần khoảng 500 người. Hôm nay, Kissinger chịu nâng tổng số Ban Liên hợp Quân sự lên 2.500 người. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận tỷ lệ 3-1, tổng số nhân viên Ban Liên hợp Quân sự 3, tổng số nhân viên Ủy ban Quốc tế 1, cụ thể là Ban Liên hợp Quân sự 3.300 người, Ủy ban Quốc tế 1.150 người. Hai bên đã đồng ý có Ban Liên hợp Quân sự hai bên ở miền Nam. Mỹ đề nghị 48 giờ sau ngừng bắn, đại diện hai bên miền Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên gặp nhau để bàn việc tổ chức Ban Liên hợp Quân sự hai bên. Lê Đức Thọ đề nghị nếu Ban Liên hợp Quân sự chưa thành lập được thì người của hai bên miền Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên vừa làm nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên vừa làm nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự hai bên. Phía Mỹ đồng ý. Vấn đề vùng kiểm soát và vị trí đóng quân nổi lên trong khi bàn bạc nghị định thư về ngừng bắn. Điều 3B của hiệp định ghi, Ban Liên hợp Quân sự hai bên nói trong điều 17 sẽ quy định vùng do mỗi bên kiểm soát và những thể thức trú quân. Phía Việt Nam đòi có vùng kiểm soát để thể hiện nguyên tắc hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Phía Mỹ nhấn mạnh vị trí trú quân. Hai bên tranh luận mãi về tiêu chuẩn vùng kiểm soát, về tiêu chuẩn vị trí trú quân. Cuối cùng trong nghị định thư không ghi thêm điều khoản về vùng kiểm soát và vị trí trú quân, chỉ căn cứ vào điều 3B của hiệp định cũng được. Vấn đề thăm trại giam liên quan tới những tù chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng bị tra tấn và giam cầm trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ như Côn Đảo, Phú Lợi, Phú Quốc. Hai bên đã thỏa thuận Ủy ban Quốc tế và Ban Liên hợp Quân sự đi kiểm tra trại giam của các quân nhân bị giam giữ. Điều 8A. Nay,
Ta nêu vấn đề kiểm tra trại giam, Kissinger không chịu. Lê Đức Thọ tiếp tục giữ yêu cầu kiểm tra này, nhưng đề nghị giao Hội Chữ Thập Đỏ 4 nước trong Ủy ban Quốc tế làm việc này. Còn Ủy ban Quốc tế và Ban Liên Hợp Quân sự thì kiểm tra nơi giam giữ. Cuối cùng Kissinger chấp nhận. Đến đây, điều 8C đã xong, Lê Đức Thọ nói. Có lẽ chúng ta phải im lặng một phút để tưởng nhớ điều 8C, Kissinger đáp. Nhưng sau khi ký hiệp định rồi, ông và tôi vẫn còn phải nhắc tới điều 8C. Về ngân sách của Ủy ban Quốc tế, hai bên thỏa thuận là sẽ do bốn bên ký hiệp định Paris cung cấp. Ủy ban Quốc tế định ra ngân sách của mình và chuyển cho bốn bên để chuẩn y. Đến chiều ngày 12 tháng 1 năm 1973, các vấn đề lớn có tính chất nguyên tắc đã được giải quyết xong. Lê Đức Thọ và Kissinger giao chuyên viên hai bên tiếp tục làm việc để hoàn thành các nghị định thư. Đến ngày 19 tháng 1, thỏa thuận xong các nghị định thư về ngừng bắn và các ban liên hợp quân sự, về Ủy ban Quốc tế giám sát và kiểm soát, việc trao trả nhân viên các bên bị bắt và giam giữ. Bắt đầu bàn ngày 24 tháng 1 năm 1973, nghị định thư về gỡ mìn mãi cuối tháng 1 năm 1973 mới hoàn thành. Vấn đề Mỹ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh. Hồi tháng 10 năm 1972, Kissinger hứa Mỹ sẽ đóng góp cho mục đích hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng lại miền Bắc Việt Nam, ước lượng trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Trong thông điệp gửi Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 20 tháng 10 năm 1972, Tổng thống Nixon viết, quan hệ kinh tế Mỹ-Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ được thảo luận khi tiến sĩ Kissinger vào Hà Nội. Trong các đợt đàm phán lại tháng 11 và tháng 12 1972, hai bên chưa bàn thêm vấn đề này. Chiều 11 tháng 1 năm 1973, khi bàn các nghị định thư, Lê Đức Thọ đưa ra một dự thảo nghị định thư về đóng góp của Mỹ, trong đó có ghi con số 5 tỷ đô la. Như trên đã viết, ông Thọ đã đồng ý với Kissinger là sẽ bàn sau một hình thức công hàm. Trong phiên họp cuối cùng, ngày 13 tháng 1 năm 1973, sau khi những vấn đề khác đã giải quyết xong, Lê Đức Thọ nêu lại vấn đề. Kissinger nói, sau khi hiệp định được ký kết ngày 30 tháng 1 năm 1973, Tổng thống Nixon sẽ gửi công hàm cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu những nguyên tắc về việc Hoa Kỳ tham gia vào công cuộc xây dựng lại kinh tế Việt Nam sau chiến tranh, phù hợp với điều 21 của hiệp định. Tiếp đó, Kissinger trình bày dự thảo công hàm để phía Việt Nam xem xét. Sự đóng góp của Hoa Kỳ sẽ căn cứ vào các yếu tố nhu cầu của Bắc Việt Nam, khả năng của Bắc Việt Nam tiếp nhận viện trợ, chương trình cung cấp ngân sách hàng năm của Quốc hội Hoa Kỳ. Chương trình tham gia của Hoa Kỳ sẽ vào khoảng 3 tỷ đô la trong 5 năm. Lập Ủy ban Kinh tế hỗn hợp Hoa Kỳ-Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để thỏa thuận về bộ máy quản lý chương trình. Lê Đức Thọ nói chấp nhận hình thức công hàm và sẽ có công hàm ghi nhận. Về nội dung không chấp nhận sự đóng góp sẽ căn cứ vào khả năng tiếp nhận viện trợ của Bắc Việt Nam, cũng đề nghị không nêu chương trình cung cấp ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Lê Đức Thọ yêu cầu ghi rõ nguyên tắc viện trợ không hoàn lại và không kèm theo điều kiện chính trị. Về số tiền, ông đòi 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hai cố vấn giao Nguyễn Cơ Thạch và Sullivan sửa lại lời văn công hàm. Còn vấn đề số tiền sẽ giải quyết trước khi ký tắt. 4 ngày sau khi hiệp định được ký kết, ngày 1 tháng 2 năm 1973, Tổng thống Nixon gửi cho Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công hàm và bản ghi về việc Hoa Kỳ tham gia công cuộc xây dựng lại miền Bắc Việt Nam sau chiến tranh với nội dung đúng như hai đoàn đã thỏa thuận. Ngày 23 tháng 2 năm 1973, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Tổng thống Nixon công hàm và bản ghi nhận nội dung các văn bản của Hoa Kỳ. Ngày họp cuối cùng. Ngày 13 tháng 1 năm 1973, hai bên họp phiên họp cuối cùng tại Saint-Nom-la-Bretagne. Lê Đức Thọ và Kissinger bàn vấn đề đóng góp xây dựng lại miền Bắc Việt Nam, duyệt hai hiểu biết về tù chính trị và nơi đậu tàu sân bay của Mỹ và giải quyết nốt vài điểm cụ thể.
phần còn lại và cũng là phần lớn thời gian, hai ông bàn về thời gian biểu triển khai việc ký kết và các công việc sắp tới liên quan đến hiệp định. Kissinger đề nghị không đọc diễn văn và chỉ có chúc tụng từng người ở bên ngoài. Ông ta cũng nói rằng đó sẽ là ngày trang trọng ở Mỹ và ở Việt Nam lại càng trang trọng hơn nữa. Vì vậy, chúng ta nên khởi đầu với một thái độ hòa giải, quảng đại và nồng nhiệt đối với nhau. Lê Đức Thọ vui vẻ đồng ý ngay. Kissinger cũng nói, chắc các ông sẽ không dùng từ chiến thắng chiến tranh xâm lược. Lê Đức Thọ cũng tỏ vẻ đồng tình. Hai bên thỏa thuận về thời gian biểu như sau. 1. Ngày 15 tháng 1 năm 1973, 12 giờ giờ Washington, tức 24 giờ giờ Hà Nội, ngừng ném bom và thả mìn ở toàn miền Bắc Việt Nam. 2. Ngày 19 tháng 1 năm 1973, thông báo cho chủ nhà Pháp biết. 3. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, gặp chính thức Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Kissinger để hoàn thành đàm phán và ký tắt hiệp định tại Trung tâm các hội nghị quốc tế tại đại lộ Kallenbeck. 4. Ngày 24 tháng 1 năm 1973, công bố tin hiệp định đã được ký tắt, công bố toàn văn hiệp định và các nghị định thư. 5. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký chính thức tại Trung tâm Kallenbeck, ký 4 bên buổi sáng, ký 2 bên Hoa Kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa buổi chiều. 6. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, 24 giờ giờ GMT, ngừng bắn có hiệu lực trên toàn miền Nam Việt Nam. 7. Ngày 29 tháng 1 năm 1973, Ban Liên Hợp Quân sự 4 bên họp tại Sài Gòn. Hai bên miền Nam bàn việc thành lập Ban Liên Hợp Quân sự hai bên. Ủy ban quốc tế bắt đầu hoạt động. 8. Ngày 30 tháng 1 năm 1973, Tổng thống Hoa Kỳ gửi công hàm cho Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về việc Hoa Kỳ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh. 9. Ngày 31 tháng 1 năm 1973, đưa tin Kissinger sẽ vào Hà Nội. 10. Ngày mùng 7 hoặc mùng 8 tháng 2 năm 1973, tiến sĩ Kissinger vào Hà Nội. 11. Ngày 26 tháng 2 năm 1973, họp hội nghị quốc tế. Sau khi nghỉ, Lê Đức Thọ và Kissinger trao đổi về nội dung thảo luận giữa Kissinger và các nhà lãnh đạo Hà Nội. Hai bên thỏa thuận việc Hoa Kỳ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh, vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ, việc triệu tập hội nghị quốc tế, những vấn đề khác mà mỗi bên nêu ra. Lê Đức Thọ đề nghị duy trì 4 đoàn đàm phán của 4 bên tại Paris trong thời gian 60 ngày để quan hệ với nhau trong việc thúc đẩy thi hành hiệp định. Hai bên miền Nam gặp nhau ngay để bàn việc triệu tập hội nghị hiệp thương giữa hai bên miền Nam. Kissinger chấp nhận. 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 1973, cuộc đàm phán kết thúc, trừ vài vấn đề sẽ giải quyết sau. Trưa hôm đó, trong một không khí cởi mở và niềm vui chung, hai đoàn ăn bữa cơm chung. Lê Đức Thọ nâng cốc nói với Kissinger, như vậy là hôm nay chúng ta kết thúc cuộc hội đàm. Tuy đây là kết quả bước đầu, nhưng bước đầu rất quan trọng và cơ bản để lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tôi đồng ý với ông là sẽ không thay đổi một tí gì trong văn bản và thời điểm. Chúng tôi sẽ làm đúng như thế. Đó là lời hứa của chúng tôi và chúng tôi tin là không mấy ngày nữa, hòa bình sẽ được lập lại ở Việt Nam. Tôi coi hiệp định, các hiểu biết và nghị định thư đã hoàn thành, Kissinger đáp. Tôi cam kết là phía chúng tôi sẽ không có gì thay đổi. Và tôi chắc rằng đến lúc này thì hòa bình sẽ trở lại Đông Dương, sẽ trở lại với hai dân tộc chúng ta vào ngày 27 tháng 1, ngày ký hiệp định. Chúng tôi sẽ tôn trọng hiệp định ấy. Hiệp định này phải là một hiệp định đánh dấu sự bắt đầu
của một nền hòa bình thật sự. Cái bảo đảm tốt nhất cho nền hòa bình thật sự này là cải thiện quan hệ giữa nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta đã qua nhiều năm đau khổ. Tôi muốn nói với ông là chúng tôi quyết tâm hết sức mình để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Chúng ta sẽ không quên ngày hôm nay. Cả hai chúng ta đều không ai quên được. Nhà Trắng vui mừng đã kết thúc đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhưng chưa phải đã hết chuyện với Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời kể của Kissinger, Nixon đã nói với ông về ông Thiệu như sau. Ông sẽ hiểu thế nào là sự tàn bạo. Nếu tên khốn kiếp đó không chịu chấp nhận, ông hãy tin lời tôi. Đến đoạn chót của cuộc đàm phán Paris và sau câu trả lời giá đắt cho các cuộc ném bom tháng Chạp năm 1972, ông không thể dung thứ cho Thiệu cản chân ông. Đại tướng hét trao cho Thiệu bức thư ngày 16 tháng 1 năm 1973 của Nixon, bức thư mà Kissinger gọi là bốc lửa. Trong thư này, đoạn quan trọng nhất là: vì vậy, chúng tôi đã quyết định dứt khoát sẽ ký tắt hiệp định ngày 23 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Nếu cần thế, tôi sẽ làm đúng thế một mình. Trong trường hợp đó, tôi phải giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức của viện trợ kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ. Và một sự sắp xếp lại chính quyền của ông cũng chẳng thay đổi được tình hình. Phải chăng Nixon có ý định thay Thiệu? Lời bàn của tác giả. Tuy vậy, sau tất cả những gì hai nước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ và đau buồn trong cuộc chiến tranh, chúng ta sẽ đi cùng với nhau để bảo vệ hòa bình và gặt hái những kết quả. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1526-1527. Nixon yêu cầu trả lời chiều ngày 17 tháng 1 năm 1973. Ngày 17, Thiệu trao thư trả lời yêu cầu Hoa Kỳ cố gắng chút nữa để sửa thêm vài chỗ và mong được trả lời trước buổi sáng ngày 20 tháng 1, là ngày Nixon lên nhậm chức nhiệm kỳ 2. Nixon trả lời ngay hôm đó cho Thiệu và bảo đảm với Thiệu rằng Hoa Kỳ công nhận chính phủ ngài là chính phủ hợp pháp duy nhất ở Nam Việt Nam. Richard Nixon, hồi ký, trang 749-750. Vừa bị đe dọa, vừa được bảo đảm như vậy, Thiệu cử Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm sang Paris để nắm tình hình đợt đàm phán chót, một hình thức giữ thể diện. Nixon yêu cầu Thiệu trả lời đồng ý với hiệp định vào 12 giờ ngày 21, nếu không, ông sẽ tuyên bố với các lãnh đạo quốc hội rằng Thiệu khước từ đi chung với Hoa Kỳ. Ngày 21, Thiệu trả lời đồng ý, chỉ đòi hỏi Hoa Kỳ ra tuyên bố đơn phương công nhận chính phủ Sài Gòn là chính phủ hợp pháp của Việt Nam và nói rằng Hà Nội không có quyền gì có quân ở miền Nam. Đề nghị đó phù hợp với ý đồ của Hoa Kỳ đối với hiệp định, nên họ đáp ứng ngay. 9 giờ 35 ngày 23 tháng 1 năm 1973, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy gặp lại Kissinger tại hội trường Kuhlenbeck với đông đủ chuyên viên của mình. Không khí hồ hởi. Cố vấn Nhà Trắng hỏi Lê Đức Thọ về địa điểm và cách trao trả tù binh Mỹ. Lê Đức Thọ cho ông biết các phi công Mỹ bị bắt ở miền Nam cũng sẽ được trao trả ở miền Bắc. Còn phi công Mỹ bị bắt ở Lào, Việt Nam sẽ trao đổi với các bạn Lào. Lê Đức Thọ còn nhắc lại việc Mỹ hàn gắn vết thương chiến tranh, việc triệu tập hội nghị quốc tế, nội dung làm việc khi Kissinger vào Hà Nội, hai bên miền Nam Việt Nam gặp nhau ở Sài Gòn. Lê Đức Thọ còn gợi ý hai bên miền Nam Việt Nam thay trưởng đoàn và một lần nữa Kissinger đọc lại hiểu biết về việc rút tàu chở sân bay của Mỹ, thông báo cho ông Thọ biết 48 giờ sau ký kết hiệp định Paris về Việt Nam, chính phủ của Lon Non ở Campuchia sẽ ra tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công. Hoa Kỳ sẽ chấm dứt các hoạt động trên không sau 72 giờ.
nếu không có cuộc tấn công trở lại quân Mỹ và quân Campuchia thì Mỹ sẽ không oanh tạc trở lại. Kissinger còn trao cho ta một bản dự thảo công hàm của Mỹ về xây dựng lại miền Bắc Việt Nam và hứa 30 tháng 1 năm 1973 sẽ trao bản chính thức cho ta. Thực tế, ngày mùng 1 tháng 2 năm 1973, Mỹ trao. Lê Đức Thọ nhắc lại con số 4 tỷ đô la cho miền Bắc và sau cùng thỏa thuận là 3 tỷ 250 triệu. Viện trợ biếu không mỗi năm 650 triệu đô la. Viện trợ với điều kiện nhân nhượng là 1 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Viện trợ không hoàn lại sẽ dùng hình thức công hàm. Viện trợ khác dùng bản ghi nhớ. Hai bên hồ hởi vì đã làm xong mọi việc. Ký tắt xong, Kissinger trao cây bút của ông vừa ký cho Lê Đức Thọ và nói: "Tôi xin tặng ông cây bút này để nhớ mãi ngày lịch sử này." Lê Đức Thọ tươi cười nhận và tặng lại Kissinger cây bút của mình vừa ký và nói: "Tôi tặng lại ông cây bút này và xin ông nhớ cho, ký rồi phải giữ lấy lời nhé." Ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký kết hiệp định bốn bên và hai bên cũng tại hội trường Kuhlenbeck. 11 giờ ngày hôm đó, đúng lúc bắt đầu lễ ký, với quân hàm đại tá, Lưu Văn Lợi rời Paris để đi Sài Gòn, nhận chức Phó trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bảo đảm sự có mặt tại chỗ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Cùng đi còn có Đại sứ Stawitsky, Phó trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế, Trung tá Mỹ Adam có nhiệm vụ tháp tùng, Đặng Văn Thu, Phó trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời và một số sĩ quan phiên dịch của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời. Tiếp đó, các công việc khác được tiến hành theo đúng lịch đã thỏa thuận. Hiệp định ngày 20 tháng 10 năm 1972 và hiệp định chính thức, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. So sánh hai văn bản này, tức là xét việc Washington lật lọng từ bỏ hiệp định đã thỏa thuận ngày 20 tháng 10 năm 1972, thì được gì, mất gì? Kissinger đã coi hiệp định ngày 20 tháng 10 là thích đáng. Trả lời thông điệp ngày 19 tháng 10 năm 1972 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 20 tháng 10, Tổng thống Nixon đã khẳng định với hai điều khoản trong điều 7 và 8 mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thỏa thuận, văn bản hiệp định bây giờ có thể xem là đã hoàn thành. Mặc dù vậy, theo lối chơi hình như quen thuộc của ông, Nixon đòi xét lại văn bản đó, nêu ra 69 chỗ cần sửa của Nguyễn Văn Thiệu, trong đó tất nhiên có cả những điểm của Nhà Trắng, thậm chí dùng cả đòn nặng cân B-52 để ép Việt Nam chấp nhận sửa đổi theo ý Mỹ. Người ta đã thấy, Mỹ dùng B-52 thì Việt Nam hạ B-52, Mỹ muốn thương lượng lại, Hà Nội và Washington đã hoàn toàn đi tới thống nhất một văn bản mới, tức là Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Về hình thức, điểm mới là tháng 10 năm 1972 chỉ định ký một hiệp định song phương giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Ngoài ra không có văn bản nào khác. Nay thì có văn bản ký hai bên, có văn bản ký bốn bên. Ngoài hiệp định chính thức còn có nhiều nghị định thư, nhiều hiểu biết. Khách quan mà nói, nếu thiếu điều quy định cụ thể của các nghị định thư thì chắc chắn việc thi hành hiệp định song phương ngày 20 tháng 10 năm 1972 sẽ gặp nhiều khó khăn, phải bàn bạc thêm mới giải quyết được. Các nhà thương lượng hai bên không phải không biết còn thiếu những quy định cụ thể để làm dễ dàng việc thi hành hiệp định. Nhưng có lẽ họ có những tính toán riêng đều xuất phát từ một điểm chung. Ngày bầu cử Tổng thống mùng 7 tháng 11 năm 1972, Nixon muốn tung tin hoàn thành hiệp định để giành phần chắc thắng trong dịp bầu cử. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lo ngại Washington rút lại những điều khoản đã thỏa thuận sau khi thắng cử
nên muốn ép họ ký vào ngày 30 tháng 10. Một bên là muốn đánh một cú poker, một bên thì nghi ngờ. Kết quả là hai bên đều chấp nhận một văn bản hiệp định còn thiếu nhiều khoản cụ thể để thi hành. Ý đồ lớn của Washington và Sài Gòn là không ghi tên chính phủ cách mạng lâm thời trên bất cứ văn bản nào, bất cứ ở chỗ nào cần phải ghi. Nếu ký hai bên giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ thì không có vấn đề gì, nhưng ký bốn bên thì đẻ ra vấn đề, ngăn không cho tên chính phủ cách mạng lâm thời được ghi trong văn bản, không cho đại diện chính phủ cách mạng lâm thời ký với chức vụ đầy đủ. Nhưng trong văn bản hiệp định ngày 27 tháng 1, Sài Gòn phải cùng ký hiệp định mà còn chịu để Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký với đầy đủ chức vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sài Gòn và Washington không muốn thừa nhận miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, không muốn có Hội đồng Quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc ba thành phần, không muốn hội đồng đó là một cơ cấu chính quyền có chức năng duy trì sự ngừng bắn, giữ vững hòa bình. Nhưng trong hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 1973, họ chịu chấp nhận. Các lực lượng vũ trang miền Nam sau khi ngừng bắn ở nguyên vị trí của mình và quy định vùng do mỗi bên kiểm soát và những thể thức trú quân, nghĩa là công nhận có quân đội hai bên và mỗi bên có vùng kiểm soát của mình. Miền Nam có Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau. Các hội đồng cấp dưới có nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt Nam thi hành hiệp định, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử và tự do dân chủ. Tuy vậy, phía Việt Nam phải rút chữ cơ cấu chính quyền và duy trì ngừng bắn, giữ vững hòa bình. Washington và Sài Gòn muốn đẩy quân miền Bắc trở về miền Bắc, nhưng trong hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 1973, họ chịu chấp nhận trong vòng 60 ngày rút hoàn toàn ra khỏi Nam Việt Nam mọi quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ thuật, nhân viên quân sự liên quan đến chương trình bình định, vũ khí đạn dược và dụng cụ chiến tranh của Hoa Kỳ và các nước ngoài khác. Trong khi đó, quân miền Bắc vẫn ở nguyên tại chỗ trong vùng kiểm soát của họ. Hai bên miền Nam sẽ thảo luận những biện pháp giảm số quân của họ và phục viên số quân đã giảm. Họ không ghi được yêu cầu phục viên trở về sinh quán. Ý muốn nói miền Bắc, Washington muốn Ủy ban quốc tế cao hơn Ban Liên hợp quân sự. Ủy ban quốc tế từ 7.000 đến 12.000, có 334 tổ công tác giải khắp miền Nam Việt Nam. Ủy ban quốc tế gồm 5 nước trung lập. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về các bên ký kết, do đó Ban Liên hợp quân sự phải cao hơn Ủy ban quốc tế, còn Ủy ban quốc tế chỉ làm nhiệm vụ giám sát và kiểm soát. Trong hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 1973, Washington chấp nhận Ủy ban quốc tế gồm đại diện 4 nước Ba Lan, Canada, Hungary, Indonesia, có 1.160 nhân viên và 59 tổ các loại. Ban Liên hợp quân sự có 8.300 nhân viên, một Ban Liên hợp quân sự trung ương, 7 Ban Liên hợp quân sự khu vực và 26 tổ Liên hợp quân sự địa phương. Phía Việt Nam đồng ý sửa Hoa Kỳ tôn trọng trong hiệp định tháng 10 thành Hoa Kỳ và các nước tôn trọng, chấp nhận thêm hai miền tôn trọng khu phi quân sự vào hiệp định. Tóm lại, phía Việt Nam vẫn giữ được nội dung chủ yếu của văn bản ngày 20 tháng 10 năm 1972. Mỹ chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, chấm dứt dính líu quân sự. Ngoài ra còn đòi Mỹ phải rút hết nhân viên dân sự liên quan đến quân sự trong một hiểu biết riêng. Giữ vững lực lượng chính trị vũ trang của phía Việt Nam, công nhận miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị, giữ được về cơ bản chức năng của Hội đồng Quốc gia Hòa hợp Dân tộc, gạt được ý đồ của Mỹ Thiệu muốn hạ nó xuống thành một cơ quan bầu cử đơn thuần, giữ nguyên các điều khoản
về thực hiện tự do dân chủ, hòa hợp dân tộc. Mỹ Nhận đóng góp xây dựng lại Bắc Việt Nam sau chiến tranh với con số cao hơn hồi tháng 10 năm 1972. Trong hồi ký, Kissinger nói về các sửa đổi so với văn bản tháng 10 cũng đặt câu hỏi. Điều đó có bỏ không? Những sự thay đổi liệu có đủ quan trọng để biện minh cho nỗi lo âu và cay đắng trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh không? Không. Đối với chúng ta, hẳn rồi, gần như là chắc chắn đối với Sài Gòn mà sự sống sót, nói cho cùng, là cái cớ của chiến tranh. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1524-1525. Những sửa đổi đó có bỏ công không? Câu trả lời chính xác nằm trong sự so sánh khách quan văn bản tháng 10 năm 1972 và các văn bản ký kết tháng 1 năm 1973. Lời bạt 27 tháng 1 1973, 27 tháng 1 2002. Hiệp định Paris được ký kết đến nay đã gần 30 năm. Với khoảng cách thời gian chưa dài lắm, nhưng cũng đủ để những tình cảm sôi nổi lắng đọng xuống, chúng ta có thể bình tĩnh đánh giá hiệp định đó và việc thi hành nó. Hiệp định Paris đã được thương lượng đi thương lượng lại từ ngày 8 tháng 10 năm 1972 đến 20 tháng 1 năm 1973 dưới mọi khía cạnh chính trị, ngoại giao, pháp lý, trong sự giao tiếp lịch sự, nhiều khi trong những đối đáp nảy lửa, thậm chí trong tiếng bom man dợ. Ngay cả những yêu sách quá đáng của Nguyễn Văn Thiệu cũng được nêu ra xem xét. Nó phản ứng đúng đắn sự so sánh lực lượng giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữa chính quyền Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Anh em Can nói hóm hình. Nixon được tù binh trở về, Lê Đức Thọ được Mỹ rút ra, Thiệu được giữ lại chính quyền và chính phủ cách mạng lâm thời, chính phủ Việt Cộng, được một mức độ hợp pháp chính trị ở Nam Việt Nam. Mỗi người được một cái gì đó, nhưng không có ai được tất cả mọi cái. Marvin Kapp và Beckman, Kissinger, trang 477. Tuy vậy, việc thi hành các điều khoản không phải đều giống nhau. Các điều khoản về rút quân Mỹ và đồng minh, trao trả tù binh Mỹ, ngừng bắn đối với miền Bắc Việt Nam kể cả gỡ mìn, trao trả tù binh chính trị, về thành lập Ủy ban Quốc tế, Ủy ban Liên hợp Quân sự Trung ương và khu vực, địa phương, nói chung, được thi hành nghiêm chỉnh. Một số điều khoản bị vi phạm trước khi hiệp định được ký kết, đó là trường hợp các điều khoản cấm đưa vũ khí, đạn dược, nhân viên quân sự Mỹ vào miền Nam sau khi hiệp định có hiệu lực, để sau này khỏi mang tiếng là vi phạm. Trong 3 tháng, từ tháng 10 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, Mỹ đã lập một cầu hàng không dưới mật danh tăng cường hơn nữa để hối hả và ồ ạt đổ vũ khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh vào miền Nam nhằm tăng cường quân đội Sài Gòn. Dự kiến Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Sài Gòn, McVee, mà báo chí quen gọi là Lầu Năm Góc Phương Đông, sẽ phải rút khỏi miền Nam. Washington lập ngay một tổ chức thay thế gọi là DAO, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng. Như vậy, vẫn duy trì được sự có mặt quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Sở chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Sài Gòn cũng được sơ tán sang căn cứ Nakhon Phanom, cách đó vài trăm dặm. Về điều khoản ngừng bắn ở miền Nam, quân đội Sài Gòn đã có cả một kế hoạch vi phạm chuẩn bị từ trước. Kissinger viết, ngày 11 tháng 10 năm 1972, tức là 3 ngày sau khi Lê Đức Thọ trao dự thảo hiệp định cho Mỹ, tôi điện cho Bân Cơ để nhắc y, tức Thiệu, phải nỗ lực tối đa để chiếm thêm được càng nhiều đất đai có thể được, đặc biệt là các vùng quan trọng đông dân quanh Sài Gòn. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1414. Không nói ai cũng hiểu cái gì đã xảy ra trong thời gian trì hoãn việc ký kết hiệp định. Đó là kế hoạch tràn ngập lãnh thổ,
lấn chiếm Bình Định. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, đúng lúc bắt đầu ngừng bắn, bộ binh xe tăng của Sài Gòn tấn công cửa Việt, một căn cứ do quân giải phóng kiểm soát ở gần khu phi quân sự. Quân Sài Gòn còn đánh chiếm Sa Huỳnh và nhiều nơi khác thuộc miền Trung, lấn chiếm hầu hết các vùng chính phủ cách mạng lâm thời ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong mấy tháng đầu ngừng bắn, Sài Gòn đã lấn chiếm gần 400 ấp, đóng thêm hơn 100 đồn thuộc vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời, dồn hơn 1 triệu dân vào vùng kiểm soát của họ. Ngay từ ngày 23 tháng 1 năm 1973, tức là trước khi Hiệp định Hòa bình được ký kết, Tổng thống Nixon công bố sẽ không ủng hộ tổng tuyển cử và tiếp tục thừa nhận chính phủ Nam Việt Nam là chính phủ hợp pháp duy nhất ở miền Nam Việt Nam. Lời tuyên bố trắng trợn này cộng với tất cả các biện pháp khẩn cấp mà ông đã làm trong thời gian trì hoãn việc ký kết để cho chính quyền Sài Gòn đủ sức chơi với Việt Cộng sau khi quân Mỹ rút, càng khuyến khích Nguyễn Văn Thiệu vi phạm ngay từ đầu và ngày càng nghiêm trọng Hiệp định Paris. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời không giấu giếm mục tiêu lâu dài là phấn đấu để thống nhất Việt Nam. Nhưng trước mắt, họ chấp nhận Hiệp định Paris, chấp nhận đọ sức chính trị, quyết tâm nghiêm chỉnh thi hành mọi điều khoản của nó. Họ tin rằng Hiệp định được các bên thi hành sòng phẳng thì nước Việt Nam sẽ được thống nhất trong hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng Thiệu ngày càng lấn tới. Việc tham gia cuộc hiệp thương với chính phủ cách mạng lâm thời tại La Salle-Saint-Cloud chỉ là cái bình phong che đậy việc phá hoại hiệp định trên chiến trường. Sự kiên nhẫn của Hà Nội có giới hạn. Tháng 10 năm 1973, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã xem xét tình hình và dự kiến tình hình sẽ phát triển theo hai khả năng. Một là do đấu tranh tích cực trên cả ba mặt trận, chính trị, quân sự, ngoại giao, ta có thể từng bước buộc chính quyền Sài Gòn phải thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, hòa bình được thật sự lập lại, cuộc đấu tranh của nhân dân ta nhằm hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, tuy còn lâu dài, khó khăn gian khổ, nhưng ngày càng phát triển và ở tư thế tiến lên mạnh mẽ. Hai là, do Mỹ cố bám lấy Đông Dương, do tính chất cực kỳ phản động, ngoan cố của Mỹ và tập đoàn tay sai của Sài Gòn, hiệp định tiếp tục bị chúng phá hoại, xung đột quân sự có thể ngày càng tăng cường độ, ta lại phải tiến hành một cuộc chiến tranh cách mạng gay go quyết liệt để giành thắng lợi hoàn toàn. Do tình hình như vậy, hội nghị đề ra chủ trương hết sức tranh thủ thực hiện khả năng thứ nhất, nhưng phải tích cực chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt cho khả năng thứ hai. Thực hiện nghị quyết trên, các địa phương và đơn vị của cách mạng từ Quảng Trị đến Tây Nam Bộ đã chặn được các cuộc hành quân Bình Định của Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu phải kêu gọi đẩy nhanh Bình Định. Hiện nay, Bình Định là biện pháp chiến lược hàng đầu, là keo sống mái cuối cùng. Sống là đây và chết cũng là đây. Vùng Thiệu kiểm soát đã mất thêm hơn 3.000 đồn bốt, hơn 800 ấp với hơn 1 triệu dân. Từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 năm 1974, rồi từ 18 tháng 12 năm 1974 đến mùng 8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị đã phân tích kỹ tình hình từng chiến trường và tình hình chung để cuối cùng hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam với kế hoạch chiến lược 1975-1976 và nếu có thời cơ thì giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Thời cơ đã đến với việc giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Tiếp đó là các chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn Gia Định ngày 30 tháng 4 năm 1975, dẫn tới việc giải phóng hoàn toàn Nam Bộ. Chế độ Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, nước Việt Nam được tái thống nhất. Người ta biết rằng Nixon đã cùng Kissinger hoàn thiện khái niệm Linkager, nghĩa là trong thương lượng mình chỉ có thể lấy được cái mình muốn nếu cho đối phương
cái họ cần. Ông chấp nhận Hiệp định Paris nghĩa là chịu chấm dứt chiến tranh, chấm dứt dính líu để đổi lấy việc rút hết quân Mỹ và lấy được tù binh Mỹ về. Còn về miền Nam Việt Nam, ông vẫn chủ trương duy trì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, coi nó là duy nhất hợp pháp, cấp tốc cung cấp vũ khí để nó mạnh hơn và tiêu diệt được chính phủ cách mạng lâm thời. Sau này ông cho rằng Thiệu sụp đổ là vì bị Mỹ bỏ rơi, nhưng ông đã tính đến tình huống chính quyền Thiệu phải một mình đối diện với Việt Cộng, không còn quân Mỹ và không quân Mỹ hậu thuẫn nữa, và đã chuẩn bị cho nó có thể đứng vững được. Có phải không tính đâu. Như vậy, chế độ Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ hoàn toàn ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là vì Hiệp định Paris mang tính áp đặt đối với Mỹ Thiệu có những điều khoản không vừa lòng họ, mà chính vì Nixon chỉ muốn thi hành các điều khoản về ngừng ném bom, rút được quân Mỹ và lấy được tù binh Mỹ về, còn thì khuyến khích Nguyễn Văn Thiệu vi phạm các điều khoản khác, từ việc tôn trọng ngừng bắn đến việc hiệp thương với chính phủ cách mạng lâm thời để giải quyết các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam. Còn chính sách của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam rất rõ ràng. Thi hành nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản của Hiệp định Paris và sẵn sàng chấp nhận cuộc đọ sức chính trị nếu chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cố tình phá hoại hiệp định, thời đương nhiên Việt Cộng phải giáng trả lại cho tới khi toàn thắng. Chân lý lịch sử của ngày 30 tháng 4 1975 là thế. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng ta chia tay một tư liệu, một giai đoạn lịch sử, một mặt trận đấu tranh cam go của tinh hoa ngoại giao cách mạng Việt Nam để chào đón ngày lễ mừng chiến thắng, ngày nước non được thu về một mối, ngày thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước, đoàn kết và chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Kính chúc quý vị khán giả của Win Win Việt Nam một kỳ nghỉ thật vui vẻ và bổ ích. Trong dịp nghỉ, chúng tôi sẽ gửi đến quý khán thính giả hồi ký Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập của danh tướng Hoàng Đan. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn đón nghe trên Win Win Việt Nam vào các buổi 12 giờ 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.